hiện đốt bột nhôm trên ngọn lửa đèn cồn. Ở đây cô đã chuẩn bị bột nhôm. Các em quan sát. Đèn cồn. Thìa xúc hóa chất. Một mảnh giấy nhỏ. Bật lửa. Bây giờ cô sẽ thực hiện thí nghiệm. Cô sẽ lấy bột nhôm cho vào mẩu giấy. Các em chú ý chúng ta gấp đôi mảnh giấy theo chiều dọc. Sau đó, rắc bột nhôm lên trên mảnh giấy. Cô sẽ bật lửa đèn cồn. Sau đó cô sẽ rắc nhẹ bột nhôm trên ngọn lửa đèn cồn. Các em quan sát hiện tượng. Từ kết quả thí nghiệm các em quan sát được, các em hãy nêu hiện tượng, giải thích và rút ra kết luận.